Mặc dù chính quyền thành phố Đà Nẵng chưa cấp bất kỳ một giấy phép nào, thế nhưng nhiều năm qua hàng loạt điểm tập kết cát trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại ven các con sông trong thành phố. Những bãi tập kết cát xây dựng trái phép này được các cá nhân doanh nghiệp tự ý mở ra, đang tác động nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và dòng chảy của các con sông tại đây. Đây là những bãi tập kết cát xây dựng ven sông Cẩm Lệ, nằm sát trung tâm thành phố Đà Nẵng. Mặc dù những bãi tập kết này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thế nhưng nó lại ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay. Còn cát mà người ta nhập ra thì thường là buổi nào? Chủ cũng đo dọn. Khi là số ông cá hào, trưa ông cá hào, chị ông cá họ đi theo con nước. Không chỉ có việc tập kết cát xây dựng trái phép, chủ các bãi tập kết này còn tự ý cải tạo, khiến lòng sông ngày càng hẹp đi. Với những cái bãi tập kết cát trái phép như thế này thì nó đang khiến cho cái dòng sông Cẩm Lệ ở giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bị lấn ra một diện tích rất là lớn, và nó cũng khiến cho cái vấn đề về môi trường cũng như là mỹ quan đô thị của Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, tất cả các bãi tập kết cát xây dựng dọc theo hai tuyến bờ sông Cẩm Lệ đều không được cấp phép hoạt động. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành hàng loạt văn bản yêu cầu xóa bỏ các bến cát trái phép này từ cuối tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, sau một năm, tình hình vẫn chưa có chuyển biến gì. Thậm chí, quy mô của các bãi tập kết trái phép này càng lớn hơn, số lượng cát tập kết ngày càng tăng lên. Thì sau là quận Cẩm Lệ là cũng đã tiến hành mời các chủ hộ lên lập biên bản và yêu cầu là chấm dứt. Thì chính thức biên bản mà có ba đơn vị đều là cố gắng là chấm dứt là trước Tết âm lịch, trước 30 tháng 12 vừa rồi. Tuy nhiên Tết là khác rồi, cái yêu cầu vật liệu là các hộ nó vẫn còn tập cái cát. Đà Nẵng đang bước vào mùa xây dựng năm 2016, nhu cầu cát xây dựng tăng cao, đang khiến các bãi tập kết trái phép hoạt động càng rầm rộ. Với tốc độ mở rộng như hiện nay, những bãi tập kết cát trái phép không chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy, môi trường, mỹ quan đô thị, mà nó còn tác động xấu đến quy hoạch phát triển du lịch đường sông của Đà Nẵng. Những bãi tập kết cát trái phép này hoàn toàn có thể là nơi tập kết nguồn cát trái phép từ các nơi khác chuyển về mà chẳng ai kiểm tra.